Quán thịt nướng tên HD nổi tiếng khu phố Chùa Láng, Hà Nội hiện đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng bởi vì mới đây quán đã vướng phải tai tiếng không hề nhỏ khi chủ quán có hành động chửi bới, lăng mạ shipper không mặc đồng phục giao hàng. Tai tiếng này nặng nề đến nỗi fanpage của quán đã phải tạm thời khóa bởi cơn bão đánh giá một sao từ cộng đồng mạng. Dựa bão táp dư luận, mới đây một đoạn clip ghi lại những lời nói giải thích và xin lỗi từ nam chủ quán đã được đăng tải lên Facebook. Đoạn clip này được cho là được quay vào tối hôm qua, ngày 11 tháng 1, được đăng tải lên bởi chính người ngoài cuộc trước đó đã chia sẻ clip mắng chửi ban đầu. Trong đoạn clip, đầu tiên nam chủ quán cho biết đã gửi lời xin lỗi đến shipper bị mình lăng mạ. Chủ quán này cho rằng nguyên nhân do anh nghĩ mình bị những shipper trêu ghẹo nên tức tối, nảy sinh những lời bực tức cùng thái độ sai trái. Ngoài ra, nam chủ quán cũng nói về việc quán của mình từ trước đến nay luôn có phương châm ứng xử tốt với những shipper đến quán. Cụ thể là quán đã trang bị phòng lạnh để shipper ngồi chờ, chuẩn bị cả nước và kẹo. Chào mọi người, em là Đức, chủ cửa hàng mà hôm nay có những lời lẽ không kiềm chế bên nào, làm cho mọi người có cái nhìn sai lệch về việc em có tôn trọng tài xế hay không. Trước tiên, em đã nhận ra sự việc là người bán hàng mà mình không kiềm chế được cảm xúc. Em đã gửi lời xin lỗi đến anh shipper đấy, anh ấy cũng không để bụng gì cả. Những hành động ngày hôm nay đã vô tình làm cho tất cả những anh em tài xế khác có cái nhìn sai lệch về bọn em. Bọn em cũng là những người lao động như các anh, bọn em đi lên từ không có gì, cố gắng giữ từng khách một, cố gắng trân trọng từng người ship một. Không phải tự nhiên bọn em có một bên giao hàng là nào mà không hợp đồng với những bên khác. Bọn em luôn muốn anh em có trải nghiệm tốt nhất, đỡ khó chịu nhất. Khi tài xế chờ bọn em có phòng lạnh, có nước, có kẹo, đó là phương châm làm của bọn em. Nhưng chỉ vì một hành động ngày hôm nay khi mà một bạn nhân viên từ chối một anh shipper vì không có túi ship và không có đồng phục, sau đó không hiểu mượn ai mà lại có áo. Cảm giác của em lúc đấy như kiểu bị trêu ghẹo, khiến cho em bực tức và nói những lời không hay một chút nào như vậy. Em đã sai hoàn toàn, nam chủ quán nói trong clip. Sau khi giải thích về hành động bột phát của mình, nam chủ quán thêm một lần nữa xin lỗi các shipper và mong được mọi người quay lại ủng hộ cho quán. Anh này cho rằng bản thân mình đã 30 tuổi nhưng thật sự vẫn còn ngu còn dại. Sự việc lần này là một bài học lớn dành cho anh.